xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống thưa quý vị những ngày qua dư luận xôn xao trước vụ việc xảy ra tại tỉnh quảng bình vì nợ tiền mua vật liệu xây dựng một nam thanh niên xăm trổ lao vào nhà dân nổ súng liên tục rồi dí thẳng vào đầu từng người đối tượng từng được biết đến là một doanh nhân có tính cách ngang tàn vậy cụ thể sự việc ra sao mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây Vừa qua, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn video clip khiến dư luận Quảng Bình xôn xao. Đoạn clip dài hơn 4 phút ghi lại cảnh một đối tượng xăm trổ xông vào nhà người dân chửi bới, cầm vật nghi là súng, bắn nhiều phát liên tiếp, sau đó dí vào đầu các thành viên trong một gia đình để đe dọa. Vào ngày 14 tháng 5, Cơ quan Công an Thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Ninh xác nhận, hiện cơ quan đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Đức Quý, sinh năm 1983, trú ở tổ dân phố Thọ Đơn, thị xã Ba Đồn, để điều tra về hành vi tàng trữ vũ khí và nổ súng trong nhà dân, đe dọa tính mạng người khác. Theo đó, vào chiều ngày 12 tháng 5, do camera an ninh của người dân ghi lại, sự việc xảy ra tại nhà của anh Phan Cô Vích, 40 tuổi, trú tại tổ dân phố Minh Lợi, phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình. Khi anh Vích đang ngồi chơi trong nhà ở phòng khách thì thấy đối tượng Nguyễn Đức Quý chạy ô tô vào sân nhà. Sau khi xuống xe, Quý cầm theo một vật trên tay nghi là súng. Vừa vào nhà, đối tượng đã liên tiếp bắn nhiều phát lên trần nhà, lớn tiếng quát nạt dí súng vào đầu anh Vích. Nghe tiếng nổ lớn, ông Phạm Xuân Vinh, sinh năm 1950 và bà Nguyễn Thị Lý, sinh năm 1953, là bố mẹ anh Vích, từ tầng 2 chạy xuống thấy quý dí vật sống súng vào đầu con trai bố mẹ anh vích lao vào can ngăn quý tiếp tục uy hiếp và đòi bắn mọi người trong nhà một lát sau ông vinh van xin quý mới rời đi toàn bộ sự việc được camera lắp trong nhà anh vích ghi lại ngay sau khi xảy ra sự việc trong đêm ngày 12 tháng 5, đối tượng Quý đã bị công an bắt và bị khám xét nơi ở. Theo điều tra, gia đình anh Vích không có mâu thuẫn gì với Quý. Nguyên nhân dẫn đến sự trên được cho là do bắt nguồn từ chuyện mua bán vật liệu xây dựng giữa Quý và chị Nguyễn Thị Phúc Hiền, vợ anh Vích. Trong quá trình mua vật liệu làm nhà, Quý không trả hết tiền mà còn nợ chị Hiền hơn 25 triệu đồng. Sau đó, với ý định tá bạo, Quý đã cầm vật nghi là súng, định đi tìm bắn chị Hiền, nhưng không gặp nên đã uy hiếp các thành viên trong gia đình. Tại cơ quan điều tra, đối tượng Quý khai nhận cầm vật giống súng với ý định dọa người trong gia đình chị Hiền. Nhưng khi khám nghiệm hiện trường, công an lại thu được 4 vỏ đạn. Trên cơ sở các vỏ đạn đó, công an thị xã Ba Đồn cho biết loại súng đối tượng quý cầm là súng ngắn. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra nguồn gốc súng đạn mà đối tượng quý sử dụng để bắn tại nhà anh Vích. Theo ông Đoàn Minh Thọ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Ba Đồn cho biết, đối tượng Nguyễn Đức Quý đang có một nhà vườn rộng lớn ở phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn. Hàng xóm của đối tượng này cho hay, Quý ở nhà có tên là Chó Hợp, là một doanh nhân và đang sở hữu một công ty kinh doanh bất động sản, hiện đang bán cua biển và cây cảnh. Quý có tính cách rất hung hãn và ngang tàng, thường gây sự với người khác trên địa bàn. Có thể thấy, hành vi vác khung khí đi truy sát chủ nợ của Nguyễn Đức Quý là cực kỳ nguy hiểm. Rất may, không ai bị thương. Hệ vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra và làm rõ. Thưa quý vị, tương tự như sự việc trên, hồi tháng 12 năm 2022, tại Hải Phòng cũng đã diễn ra vụ việc một bảo vệ tàu hút cát chĩa súng bắn thẳng vào người dân xảy ra tại khu vực bãi ngao huyện Kiến Thụy thành phố Hải Phòng. Tuy may mắn chưa xảy ra thiệt hại về sức khỏe, tính mạng của người dân nhưng để lại hậu quả hết sức phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn. Theo báo Thanh niên đăng tải với tựa đề Hải Phòng, bảo vệ tàu hút cát nổ súng ngăn nhóm người nuôi ngao cho biết. Vào sáng ngày 14 tháng 12, ông Bùi Văn Tuyền, sinh năm 1972, người dân nuôi ngao trên khu vực biển huyện Kiến Thụy, Hải Phòng, cùng một số hộ dân phát hiện tàu mang số hiệu HP4159 đang khai thác cát trong phạm vi bãi thả ngao của ông Tuyền. Khi ông Tuyền cùng một số người dân lại gần tàu để xua đuổi, trong lúc người dân và thuyền viên lời qua tiếng lại, thì xuất hiện một người đàn ông trên tàu cầm súng bắn đe dọa. Sau khi tiếng súng vang lên, nhóm ông tuyền xuống tàu rời đi. Sau đó làm đơn trình báo sự việc ngay trong sáng cùng ngày. Ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh của người dân, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố cùng Ủy ban Nhân dân huyện Kiến Thủy đã chỉ đạo đồn Biên phòng Đoàn Xá phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức lực lượng điều tra làm rõ sự việc. Trong quá trình điều tra, lực lượng biên phòng xác định tàu HP4159 thuộc công ty cổ phần thương mại vận tải Hoàng Phương. Thời điểm xảy ra sự việc trên, trên tàu có 5 thuyền viên và 5 bảo vệ của mỏ cát Đông Kinh thuộc khu vực cửa sông Văn Úc, Kiến Thủy đang khai thác cát trong mỏ được cấp phép. Toàn bộ giấy tờ liên quan đến phương tiện, hàng hóa và bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên đều đảm bảo theo quy định của pháp luật. Đối tượng dùng súng đe dọa người dân được xác định là anh Đặng Hiếu Cường, sinh năm 1983, bảo vệ của công ty trách nhiệm hiếu hạn đầu tư thương mại Hoàng Nam Phát. Trong quá trình được giao nhiệm vụ bảo vệ tàu HP4159, anh Cường có mang theo một khẩu súng mang nhãn hiệu RG88 do Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an thành phố Hải Phòng cấp ngày 10 tháng 3 năm 2020 với 5 viên đạn và một vỏ đạn đang nằm trong nòng súng. Theo anh Cường cho biết, trong quá trình đang khai thác cát tại mỏ cát của công ty cổ phần đầu tư thương mại và dịch vụ Đông Kinh, bị một số người dân đi trên phương tiện khai thác ngao lên tàu HP 4159 ngăn cản, không cho khai thác cát, nên anh đã bắn một phát chỉ thiên để cảnh cáo họ. Sau đó họ đã rời đi. Tuy nhiên, ông Bùi Văn Tuyền đã phản bác nội dung và cho biết, Ông và những ngư dân khác không lên tàu HP4159 để ngăn cản mà chỉ đứng trên tàu của mình yêu cầu dừng khai thác cát. Cũng theo ông Tuyền chia sẻ, trong thời điểm ấy, Cường cầm súng không phải bắn chỉ thiên mà chĩa thẳng súng vào người ông để bắn. May mắn người đứng bên cạnh gạt tay nên đạn đã bay lạc nên ông không bị thương. Vụ việc đã được các cơ quan chức năng điều tra và làm rõ để đưa ra những xử lý phù hợp đồng thời bộ chỉ huy bộ đội biên phòng thành phố và ủy ban nhân dân huyện kiến thủy cũng đã tăng cường kiểm tra bảo đảm tình hình an ninh trật tự trên biển và trên địa bàn huyện kiến thủy vụ việc rất may không có ai bị thương tuy nhiên hành động rút súng ra bắn đe dọa người khác của đặng hiếu cường khiến cho dư luận vô cùng phẫn nộ bởi lẽ đối tượng đã sử dụng súng sai mục đích sai đối tượng bảo vệ về vấn đề đối tượng cường sử dụng súng đe dọa người dân trong một bài đăng tải trên báo tuổi trẻ thủ đô với tựa đề Hành vi sử dụng súng trái quy định sẽ bị xử lý thế nào? Luật sư Hoàng Tùng, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho biết, nếu sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ, có giấy phép nhưng không thực hiện đúng quy định của pháp luật thì sẽ bị phạt tiền từ 2 đến 5 triệu đồng theo quy định tại Điều 11, Nghị định 144-2021-NDCP về xử lý vi phạm quy định về quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ, pháo và đồ chơi nguy hiểm bị cấm. Vì luật sư này cũng chia sẻ thêm, trong trường hợp vi phạm quy định về sử dụng vũ khí quân dụng, súng săn, vũ khí thể thao, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ gây thiệt hại cho người khác, gây hậu quả sẽ bị xử lý theo quy định tại Điều 307 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Người vi phạm có thể bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm. Trong một bài viết đăng tải trên tạp chí điện tử Luật sư Việt Nam với tựa đề Hành vi sử dụng công cụ hỗ trợ đe dọa người khác sẽ bị xử lý ra sao? Dưới góc độ pháp lý, luật sư Trương Xuân Tám, đoàn luật sư tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết Hành vi chĩa súng thẳng vào người khác lớn tiếng đe dọa là đã có đủ dấu hiệu cấu thành của tội đe dọa giết người theo quy định tại điều 133 Bộ luật hình sự năm 2015. Luật sư tám phân tích, theo quy định cấu thành của tội đe dọa giết người quy định tại điều 133 Bộ luật hình sự thì hành vi của người đe dọa giết người bằng động tác, bằng lời nói khiến cho người bị đe dọa hoàn toàn lo sợ và tin rằng mình có thể bị giết là đã hội đủ yếu tố cấu thành của tội phạm cần phải xử lý nghiêm minh đối với người đe dọa giết người này, tránh tình trạng đe dọa dùng bạo lực gia tăng trong xã hội. Theo quy định của pháp luật, công cụ hỗ trợ được sử dụng để thi hành công vụ hoặc thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể khi có hành vi vi phạm pháp luật xảy ra. Do đó, không phải ai cũng được phép tự ý sử dụng các công cụ hỗ trợ. Việc tự ý sử dụng các công cụ hỗ trợ không phù hợp với quy định pháp luật sẽ dẫn đến hậu quả bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc nặng hơn có thể dẫn đến việc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Tuy là loại công cụ chỉ dành cho lực lượng thi hành công vụ và phải có giấy phép sử dụng do cơ quan có thẩm quyền cấp, thế nhưng chỉ cần gõ từ khóa, mua súng là hàng loạt trang website xuất hiện ra bán đủ các loại mẫu mã với đủ mệnh giá trung bình từ 5 đến 10 triệu đồng. Vừa bày bán công khai và người mua dễ tiếp cận với các mặt hàng nguy hiểm như vậy cũng là lỗ hỏng trong việc quản lý công cụ hỗ trợ. Có thể thấy, hai vụ việc trên đều sử dụng vũ khí sai mục đích nhằm đe dọa tính mạng người khác. Nếu như không được xử lý nghiêm ngặt thì sẽ rất dễ dẫn đến tình trạng nguy hiểm trong xã hội. Những vụ việc may mắn như hai tình huống trên không phải lúc nào cũng có thể xảy ra. Vậy nên, pháp luật cần đưa ra những chính sách xử lý nghiêm ngặt dành cho những đối tượng dùng súng hành vi sử dụng súng sai mục đích như hai trường hợp trên không chỉ ảnh hưởng đến cá nhân bị hại trong vụ việc mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự vậy nên cần có những biện pháp xử lý nghiêm khắc để không còn xảy ra những tình trạng này những thông tin mới nhất liên quan tới vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại